hai bạn. Nào, chào các bạn, cùng với biển xanh.net khám phá cái rác thải rắn ở biển này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là hộp sữa này, đây là quái kẹo này, vẫn chưa bóc, dép này, dép thuốc, ví, bật lửa ga, dép tiếp. Đây là kem chống nắng của chị em, kem chống nắng, vẫn còn chữ kem. Kem không biết có phải chống nắng không? Đây là lọ thuốc, một số cái đồ là trang trí, nhưng và vấn đề rất thẳng như hạn các bạn nhìn thấy rất nhiều bóng đèn. Tôi có thể lấy nhặt được nhiều bóng đèn hơn nữa, nhưng mà tôi chỉ nhặt tạm 4 cái. Và các bạn biết là bóng đèn này khi ngoài vấn đề đưa kim loại nặng ra biển này, nếu nó vỡ ra ảnh hưởng cho chúng ta đi dẫm vào chân rất là nguy hiểm đúng không ạ? Bóng đèn rất là nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này trong thời gian tới. Chào.